Dạ, đội hiệp sĩ Lê Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương vẫn đang ghi nhận tiếp cận rất nhiều, đặc biệt là các cô các chú anh chị phải nói là để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm người thân. Nhưng mà trong số đó thì cũng rất nhiều các cô phải vô cùng rất lớn tuổi đấy, có thể là 5, 6, 7, 8, 10 có 7 mấy rồi. Về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương mục đích chính là tìm những người thân, và những người thân đa số là người thân bí ẩn đang dùng, phải nói là những ngon ngọt, có thể là đã hốt của các cô rất nhiều tiền. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng ghi hình và chia sẻ rất nhiều thông tin, hy vọng các cô chú anh chị mục đích chính là cảnh giác, cảnh tỉnh. Tiền trong túi mình là của mình, tự dưng tiền trong túi mình là đưa người khác đến kiểu lăn lỉ người ta chỉ vì một số những lời yêu thương gọi là hoa mỹ ngọt ngào. Dạ, đây tiếp tục câu chuyện tiếp theo. Mới đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng ghi nhận một thông tin, một cô năm nay là U65, 66 về đây chia sẻ câu chuyện là bị chính người tình của mình trước đây dụ gạt gẫm yêu thương, nói những từ ngon ngọt. Sau đó thì cô đã phải bán nhà bán cửa cho đưa tiền cho anh ta. Đến giờ phút này anh ta xem được video này thì anh ta hứa là mỗi tháng trả 4 triệu. 4 triệu thì bây giờ là cô năm nay 65 tuổi rồi, mỗi tháng trả 4 triệu thì không biết là đến năm nào cô sẽ trả được. Vì vậy hôm nay cô muốn lên đây để cùng chia sẻ tất cả câu chuyện này, hy vọng các cô chú chị xem hết video này. Dạ, xin chào cô nhé. Dạ, hôm cách đây 2-3 ngày về trước, cô có về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm người tình. Và trước đây dụ cô những lời yêu thương ngọt ngào, sau đó gạt cô số tiền từ nhỏ lên lớn. Và sau đó nữa thì cô mất nhà, đến giờ phút này ra đường ở. Thì cô có thể cô giới thiệu lại cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng như cho các cô chú anh chị biết là cô họ tên đầy đủ của cô là họ tên gì. Xin chào cộng đồng mạng, xin chào mọi người, xin chào đội hiệp sĩ Bình Dương Nguyễn Thanh Hải cùng anh em trong đội hiệp sĩ. Thì hôm nay tôi về đây thì muốn giới thiệu là tôi thì cũng tên thật là Lê Thị Mùi. Thì trong thời gian vừa qua thì tôi cũng có quen anh Võ Minh Hậu đó, có chút về tình cảm, thì anh cũng nhờ tôi vay mượn một số tiền để tiêu xài cá nhân. Thì trong 6 năm vừa qua thì nói chung là anh cũng nặng một hơi dài rồi. Thế vừa rồi cũng nhờ anh em trong đội hiệp sĩ Bình Dương cũng đăng tải trên mạng xã hội, cũng nhờ cộng đồng mạng và mọi người cũng tìm giúp anh Võ Minh Hậu. Thì hiện nay thì có đang lên trong 6 năm vừa rồi anh ta nặng, thì trong tôi có nhờ đội thì đội có đăng lên một ngày, ngày thứ hai là anh ta đã nhận được rồi. Anh ta có điện cho tôi và cũng hứa với tôi là mỗi tháng trả 4 triệu. Thế thì bây giờ tôi cái tuổi này rồi mà mỗi tháng anh trả 4 triệu thì đến khi nào thì tôi trúng nỗ cũng không trả hết được. Thì bây giờ tôi nhờ anh em cộng đồng, anh em trong đội hiệp sĩ sẽ giải quyết cho tôi, để nhờ làm sao mà anh sẽ về đây anh trả cho tôi một số tiền như thế nào đó cho phù hợp. Theo như cô chia sẻ là trước đây anh Võ Minh Hậu đã gạt cô vì tình cảm, sau đó thì anh ta dụ dỗ để moi tiền cô, số tiền phải là trên dưới 1,5 tỷ, số tiền đó phải là vô cùng rất lớn, nhưng anh ta không gạt một lần. Nếu gạt một lần chắc chắn là cô không có, hoặc có thể là cô sẽ nghĩ ra, nhưng mà âm thầm gạt cô nhiều lần bằng những lời ngon ngọt yêu thương. Vì vậy đôi khi là cô tin tưởng ông tướng này đó. Chính vì lý do như vậy đến giờ phút này là cái số tiền phải là quá lớn, mình mới chờ bừng tỉnh ra thì đã mất nhà mất cửa. Theo cô chia sẻ là ông Hậu này, ông chia sẻ là ông sẽ gửi lại cô, đúng không ạ? Mỗi một tháng 4 triệu thì một năm mới 48 triệu, đúng không ạ? Chưa được 50 triệu, phải không ạ? 2 năm thì mới được, cứ cho là 100 triệu, 10 năm thì mới có 500 mấy 600 triệu. Mà cô năm nay 65 rồi hả? Nếu cô không gì thay đổi thì cô sống khoảng 98 tuổi đến 100 tuổi là trả đều, cô ạ, là sẽ hết. Nhưng liệu rằng cô có sống được lâu như vậy hay không? Đến lúc bây giờ mình liệu có mình có đủ sức khỏe để mình chờ nhận lại những sự đồng tiền của mình? Và gần như là anh ta gọi là bố thí, đúng không ạ? Tiền mình thì tiền đưa cả cục, cả lắm cả bó, giờ anh ta trả là trả nhỏ giọt mà chưa biết là trả có đều hay không. Thì theo ý cô là cô có muốn trả như vậy hay không? Theo ý cô bây giờ thì tôi không chấp nhận
cái điều kiện của anh ta. Nếu như anh ta mà sẽ ngoan ngoãn về đây gặp đội hiệp sĩ anh Nguyễn Thanh Hải và cùng anh em trong đội để làm chứng, xem anh ta ý như thế nào. Còn theo tôi á, là ít nhất cũng phải trả 50%, còn mỗi tháng là tiếp tục trả dần cho tôi để tôi có một cuộc sống. Chứ giờ nhà cửa tôi mất hết rồi, đi ở nhờ nhà con rể nhục lắm. Thế giờ vì nó mà tôi mất hết nhà cửa, thế giờ nó phải nợ để phải trả thì nó mới ngẩng mặt được lên được. Còn nếu không thì nó cứ rui rủi, nó gặp hết chuyện nọ chuyện kia. Cho nên là thôi Hậu ạ, mày ở đâu thì hôm nay là mùng 2 tháng 7, mày cố gắng mày mở máy mày nghe cái livestream này, là mày sẽ ngoan ngoãn mày về đây mày gặp anh em trong đội để mà thương lượng, các anh ấy làm chứng cho. Chứ không nếu mỗi tháng mày trả 4 triệu thì đến đời nào tôi nhận được cái số tiền của mày, rồi tao cũng sống nay chết mai. Nói thật, tao cố gắng tao gượng lắm rồi, chứ không tôi suy sụp từ năm 2018. Tôi cố gắng tôi sống để tôi chống chạy với sự thật. Thì bây giờ mày về đây để anh em làm chứng cho. Chứ bây giờ mỗi tháng 4 triệu thì đến đời nào tao xung nỗ, tao chả nhận được cái số tiền của mày đâu. Cô thấy không? Trước khi ông ta dụ dỗ cô những lời yêu thương ngọt ngào, và sau đó thì con thấy cô là một người phụ nữ phần hoàn toàn cũng không có gì bất thường, rất tỉnh táo. Nhưng đôi khi là mình tin trong một cuộc tình, sau đó mình tin với những lời hứa hẹn của anh ta. Ông Hậu này nói chuyện có ngọt ngào không cô? Thì nói chung là mồm miệng thì tôm tét rồi. Đối với nó mà bây giờ đưa hình lên á, nói thật là không dưới 100 cô đã từng đi uống cà phê với hắn. Ui giời, từ Bình Dương tới Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tiền Giang, nghĩa là chỗ nào anh đặt chân vào đó là kiểu gì anh cũng kiếm một nơi để mà đi lại. Ui giời, chỗ nào tốt thì ở vài tháng, chỗ nào tốt thì phắn đi, nên là đặt chân khắp nơi. Theo cô chia sẻ là ông tướng này ông ấy thử nhiều chỗ, thử hàng rồi. Đúng rồi. Ui giời, các cô gái thật Bình Dương này rất nhiều, Biên Hòa là đã từng đi uống cà phê những cái chỗ sang trọng. Ui giời. Vậy là ông tướng này ông khỏe mà tôi vậy? Không có đi, tôi thì chỉ có ở nhà quê ở nhà. Nhưng mà sao cô lại không đi uống cà phê với ông ta? Không, có nghĩa là chỉ có loanh quanh ở nhà thôi, nhưng mà sẽ biết được sau này sẽ biết được. Nhưng mà ông tướng này ông có đòi hỏi cái chuyện tình cảm nhiều ít không cô, mà ông ấy khỏe nói chung lại. Là hay là mình lớn tuổi hơn chỉ là thong thoảng thôi, nhưng mà thong thoảng thôi sao mà mình lại cắn sâu vậy? Thì nói chung là nó nhẹ dạ cả tin, hôm nay anh ta đặt cái vấn đề này, mai đặt vấn đề kia để mà đi theo cái mà ước mơ nguyện vọng này anh trả cho mình. Bảy mưu tính kế đủ kiểu, rất là âm mưu và xảo quẹt, và không chừa cho mình con đường sống. Đến khi mà mình con số tiền lớn như vậy rồi mà mình đã đi về quê điều tra rồi, kể cả ông cha nó cũng là người lừa đảo, cũng thông đồng với nhau. Thế khi được điều tra hết rồi thì là biết thằng này lừa đảo rồi, nhưng nó biết là mình không biết, nó vẫn tiếp tục. Lần cuối nó về nó bảo mượn cho nó 150 triệu, lại thằng nữa 150 triệu này á, nó bảo bây giờ nó đang ở cửa khẩu, nó đánh bài, nó bị người ta bắt, bây giờ phải chuộc bao nhiêu ngàn đô. Ui giời, thế tôi không tin. Thế bắt đầu vài hôm sau thì bắt đầu tiên nó đùng đùng nó về ngay cái chỗ mình buôn bán hết hồn luôn. Thế ra bảo ông bảo ở cửa khẩu bắt mà xong về đây thì ông nói là bây giờ cần 150 triệu trốn về đây. Trốn được hả? Lúc đó là tôi biết rồi, tôi biết là nó lừa rồi, tôi vẫn nhận lời, tôi chạy, tôi bảo bây giờ nếu cần 150 triệu hay là 200 tôi cũng chạy. Nhưng bây giờ anh kiếm chỗ ở đi, rồi tôi sẽ đi mượn, tôi mượn được tôi báo cho anh. Thế khi tôi cũng dìm nó vào trong cái chỗ khu nó kiếm chỗ ở, thì tôi ở ngoài tôi mới điện cho công an Tiền Giang. Lúc đó là hồ sơ nộp hết rồi, công an Tiền Giang nói là thôi bây giờ thì nó ở đâu thì nhờ công an địa phương ở đó. Rồi, được rồi. Bây giờ là gọi cụ thể là công an là cô báo rồi. Rồi, báo hết rồi. Anh em đây là bây giờ chỉ còn phát hiện thông tin thôi. Các nơi ông Võ Minh Hậu đang ở đâu là gọi là đưa lên công an. Đúng rồi. Tội này nếu mà tội cố ý mà lạm dụng, cố ý mà chiếm đoạt tài sản. Đúng rồi. Là tội này đi xa. Cố ý luôn đó. Ông này nếu 1 tỷ mấy là ông này khoản 3 rồi, chứ không phải khoản 2 đâu nhá. Khoản 2 chỉ từ 500 triệu trở lên thôi, nhưng mà trên 1 tỷ là khoảng 3 rồi. Nó không thể cho mình cái con đường sống tiếp tục nếu mình không phát hiện ra là tiếp tục. Nhưng mà liệu cô thế này là liệu nếu mà tháng 4 củ khoai à, một tháng là cô có đủ sức để cô chịu đựng mà tới ngày mà anh ta trả hết tiền cho cô không? Làm sao mà chờ đợi được, bây giờ cái tuổi này thì nói chung là sống ngay chết mai mà bệnh tật liên tục, nguyên tiền thuốc tháng cả 2 triệu mấy, làm sao mà chờ đợi được. Mà sao trước khi mình đưa cho ông ta số tiền lớn thế này, tại sao mình không nghĩ là ông ta có gạt mình hay không,
hoặc là nếu như mình đưa ông ta mà vô tình ông ta gặp một cái gì đó không may xui rủi thì là chắc chắn là mình thấy ông ta đây rồi nhưng mà ông ta không có khả năng trả, thì mình lấy đâu ra mà mình trang trải, hoặc mình mất nhà thì sao? Sao trước đây cô không nghĩ như vậy? Nói chung là cũng quá tin tưởng, yêu quá đúng không? Nói thật là nó có yêu đúng không? Con nói thật như vậy đúng không? Con đi đúng tâm lý không? Mình đúng thì mình nhận mà mình sai thì mình cãi. Nhưng mà đây nói gì nói nhưng mà đây là ông ta nói chuyện ngọt và cô tin trong cuộc tình này đúng không? Nhưng cuộc tình không có thật, vì cô phải phân tích rằng một người đàn ông mà lấy một người phụ nữ lớn tuổi hoặc người ta xác định sống chung vĩnh viễn và lâu dài, lớn tuổi, một là cô phải đẹp gái, lớn tuổi nhưng đẹp gái, hai là cô phải có nhiều tài sản thì may ra cô mới giữ chân ông ta. Nhưng mà cô hoàn toàn là tiền bạc lại không nhiều, chẳng qua là những số tiền này mình như vay mượn đến khi giờ hết khả năng của người ta hết à, nhà không có. Thế ông ta ăn hết tiền thì ông ta sẽ đá đít mình. Mỗi lần đi vay mượn nó cũng biết mà. Đấy, ông đá đít mình thì ông lấy tiền ông đi cua cô khác. Con là bắt con tép phải thả con tôm. Ông dụ cô chấp nhận ở với một người lớn tuổi, lấy được tiền thì mình đi dụ những người trẻ tuổi. Chính xác. À, đúng không cô? Nên vì vậy cho nên là mới đây thì anh em đăng thông tin của cô lên thì cũng con nói thật là cũng rất nhiều người cũng vui buồn lẫn lộn, chắc chắn là cũng biết đúng không? Người thương thì cũng có, người giận thì cũng có, mà người ghét thì cũng có. Thế nhưng đại loại là ai làm người chịu, mình không may lầm đường lạc bước. Nhưng mà dù gì thì cô về đến đây để chia sẻ câu chuyện này lên là thấy thật thực sự là cô cũng một con người phải nói rất bản lĩnh rồi, đúng không? Không phải ai cũng dám đứng lên để nói lên những điều sai trái, và đặc biệt là những sự thật hoặc những gì mà mình đã vấp phải, phải không ạ? Thế vì vậy đôi khi cô đăng cái thông tin này lên là có thể là cứu giúp vẫn là hàng trăm người, hàng ngàn người, chị em phụ nữ có thể giống như cô hoặc đang rơi vào tình cảnh này, đôi khi người ta đã giật mình. Như cô bây giờ giật mình thì ngủ dậy thì hiện nay thì còn tường cũng có, đúng không? Trước đây giật mình tỉnh dậy bốn bức tường, nhưng hiện nay tường có nhà không, con cái cảm thấy xa lánh, phải không ạ? Đấy thì cô thấy có buồn không? Buồn chứ. Buồn lắm luôn, nên nhiều khi muốn kết thúc cuộc đời. Đừng tới đâu cũng tới. Đừng kết thúc cuộc. Nhưng mà mình lại muốn là đối diện với sự thật. Đúng rồi. Để xem là mình đây là sự thật. Chứ nó thật cũng nhiều người nói là bây giờ nó trốn rồi, bà mượn của người ta thì bà trốn đi, nhưng mà tôi không. Đây là hoàn toàn tôi mượn, đưa cho người ta, tôi không có xài một đồng nào, mà trong cái đó tôi đứng ra tôi trả tiền lời dùng để giữ uy tín cho mọi người. Thì thôi bây giờ tôi cứ nói ra sự thật, đối diện với sự thật, không tránh né nhé, không tránh né. Còn mọi người xử tôi thế nào thì xử, tôi không tránh né. Kể cả mất nhà mất cửa, nhưng mà tôi ở nhờ những con rể, tôi đi ở trọ, tôi chấp nhận, tôi làm tôi chịu. Bây giờ muốn cô, cô thấy không? Trước đây đường đường chính chính đúng không? Mình là một người có tiếng, lời ăn tiếng nói trong gia đình. Thì đấy, vì uy tín cho nên là cứ đi hỏi người ta cho mượn, hỏi người ta cho mượn, mang về đưa cho nó. Giờ nếu mà mượn được 100-200 triệu, cô có mượn được không? Giờ thì một miếng đất trắng chùi không có, mà con chó thì chết không có, ai dám cho mượn? Đấy, cho giờ trắng tay rồi, không ai cho mình mượn nữa rồi. Người ta nói không ai, nói thật là bây giờ nó mất hết lòng tin rồi. Cô hiểu là thường thường người ta câu là nhìn giỏ là bỏ thóc. Mất hết lòng tin đúng không? Cô đúng không ạ? Trông giỏ bỏ thóc, người ta xác định cho cô mượn là phải có khả năng, phải nhà, phải cửa, phải nơi ăn trốn ở, hoặc là phải có tài sản. Nhưng đến giờ phút này đúng là cô còn đứng thân già và bộ quần áo gọi là cũ, đúng không ạ? Đó. Trước đây cô yêu ông ta đến mức độ như vậy, tại sao mà mọi người, gia đình, bạn bè không ngăn cản, không tham gia cô sao? Thì nói chung là trong cái lúc đó thì cũng có người ủng hộ, cũng có người nói là lỡ chứ lại lỡ thì kia, cũng có đưa ra ý kiến. Vậy là mình cũng tin là tình yêu có thật. Cô có nghĩ là tình yêu không có tuổi tác không? Tình yêu vô biên cương, nhiều từ người ta từng chia sẻ. Cô để ý hàng trăm ngàn trường hợp, chỉ có thu sao hoa cương thôi. Vì sao người ta giàu của thì đôi khi nhiều người ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận ở với bà già để có tiền nuôi sống bản thân. Vì những người đấy, mình đã thẳng là những người đó không có tài, còn người có tài người ta không như vậy đó, mà có thể là dụ được, lấy được hoặc ngóng chờ được với số tài sản lớn thì sau này mình đi bà khác hoặc mình giúp gia đình mình. Còn cô là hoàn toàn đến giờ phút này không còn gì hết. Ông Hầu này là sinh năm mấy cô? Thì trong chứng minh của nó là sinh 1956.
chính mình thì không nói, như bên ngoài ấy. Bên ngoài thì nghe bà dì nói là sinh năm 75 gì đó. Hôm bữa con xem tuổi thì nói chung thua cô rất nhiều tuổi. Cô là U 65, 66 rồi. Đúng không ạ? Lẽ là cô kiếm một ông 65, 60. Ông cô mà kiếm một ông từ 60 tuổi đến 70 tuổi thì chắc chắn là không ai lên tiếng. Đúng không? Nhưng mà người ta trẻ quá. Như con bây giờ con quen phụ nữ mà con quen những người trẻ ít tuổi. Đúng không? Quen những người lớn tuổi kia vậy. Thế vì vậy nên hôm nay là thực sự là cô đăng này hôm mấy hôm nay là con cô có biết không? Ngày hôm trước ngày hôm sau là con nó nhận được rồi. Bây giờ nhận thông tin rồi. Con cô nói gì không? Nói chung là nó cũng nói nhiều lắm. Không sao, cô nói cho con nghe. Nói nó không nhận mẹ nó đâu. Ôi trời ơi. Bây giờ là sống một mình đấy. Ai nhìn thì nhìn thôi. Thật khổ thế khổ ha. Tội quá. Cô được mấy người con trai, mấy người con gái. Con thì 5 con, mà con trai bây giờ nó thật. Bảo nó lấy vợ, nó bảo có nhà đâu mà lấy. Đấy. Bảo nó nhiều lúc bảo là ăn dặn và ăn uống đều độ chứ đừng có ngủ nước rồi bệnh tật này kia nọ, nó bảo nó cứ đấm vào họng, nó bảo có tiền đâu mà sống lâu, nó cứ đấm vào họng, nghĩa là bây giờ mẹ thì nó không đuổi không đánh được nhưng mà nó chọc vào họng, nó bảo có nhà đâu mà lấy vợ, rồi có tiền đâu mà sống lâu, nghĩ là nó cũng muốn chết, buồn sống thế. Gì được sự như vậy buồn lắm. Giờ thì cứ một mình buôn bán được đồng nào ăn đồng đó. Buôn một ngày được nhiều không cô? Một ngày giỏi lắm, trên dưới 100 ngàn. Ôi giời ơi, 100 ngàn sao đủ sống? Không đủ. Trước đây là đường đường chính chính đầy túi tiền đúng không? Không có túi tiền. Đâu trước đây nè. Nói chung là chỉ có đủ ăn thôi nhưng mà trước đây nè. Trước đây thì chỉ vậy thôi nhưng mà. Chứ làm sao mà mình sao? Thế là cũng gọi là khỏe mạnh hơn tí nên. Nhưng mà trước đây sao mình cả cái ăn mình chẳng ít qua tiền. Là đi vay mượn cho nó, nhưng mà vay mượn nó là cũng sống từ trước cái này nó không có tay tiếng mình gì nhà, mà tín. Mình nhà không biết đăng ký kết hôn chưa, con chung thì không. Thì bởi vậy nó mới giời u nguẩy quá. Ui giời ơi. Thế nên nông nỗi này cũng cần đến mà tỉnh táo để khổ thật. Nếu như cô có tiền thì lại khác, mà cô bây giờ là cũng là không có tiền. Thì bởi vậy nếu mà tôi không có tiền á, thế thật chứ khổ. Cô thấy giờ nó lại khổ mà. Bắn trúng không lên để địch lại. Bắn trúng, bảo bắn trúng không lên để lại. Ê, tội nghiệp quá. Ôi giời ơi. Giờ là mất hết luôn, mất cả con hả? Mất con rồi không nhìn luôn. Bây giờ cô gọi điện cho ông Hậu được không? Hả? Bây giờ cô gọi điện cho ông Hậu được không? Bây giờ cô nghe máy không? Cô gọi xem ông nghe không? Gọi em. Mình gọi cho nó, gọi cho mình được chứ mình không gọi cho nó được. Kỳ vậy? Hậu ơi Hậu. Thằng này Marco. Marco lắm hả? Thì Marco mới dụ được cô chứ, cô con nhìn cô khôn lắm. Chẳng qua là cô yêu quá thì nó vậy thôi. Trời ơi. Mình yêu ai yêu vừa thôi, đừng yêu hết. Yêu hết lòng là thua. Yêu ai phải chừa lại. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc. Ôi giời ơi. Không bao giờ nó để đâu. Thuê bao quý khách hiện nay đang trên phòng mạng máy lại. Lúc nào nó muốn gọi thì nó gọi, nó cả ngàn sim. Ngàn sim à? Nhưng mà lúc nó gọi nó vứt đi cả. Ôi giời ơi, nhiều cô gái này. Ngàn sim. Nhưng mà số tiền dụ cô 1 tỷ rưỡi này là đi dụ được nhiều gái lắm. Nhiều. Đấy. Có biết mà mang tới cho cái con ở Tiền Giang nó cũng chia sẻ, nó cũng nói. Nhưng mà đẹp hơn không? Trẻ hơn cô? Thì chắc chắn là nó trẻ rồi. Đấy. Nhưng mà không ở bao nhiêu hết, nó cũng đuổi đi đuổi lên suốt ngày hả? Thì đúng rồi. Bác đồ đấy nó đuổi đi à, nhưng mà cũng nhục lắm. Nhưng mà nói chung được biết nhiều, lếm mùi nhiều. Rồi, chắc đấy. Chắn rồi. Thấy chưa? Hiện nay một ngày con nhận được hàng chục, thậm chí hàng trăm cuộc gọi. Đa số các chị em phụ nữ lớn tuổi. Anh ơi tư vấn chúng tôi yêu ông này quá giờ làm sao. Đó. Cắt băng khánh thành luôn, cứ liên quan tiền bạc cắt băng khánh thành. Chúng ta chia tay nhau từ đây. Dù bất kể yêu thật hay yêu giả hay yêu chơi hay yêu giỡn, nhưng mà cứ nói đến tiền, kinh tế, cắt băng, chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức. Dù rằng ông ta có làm mình mê mẩn, ông ta có làm mình sướng cỡ nào chẳng nữa, có rung tê người chẳng nữa, mình cũng thôi. Mình phải chặt với nhà ông công, ông đang dặn dò mình như này đó, phải đang lưu nhớ trong đầu là ông công đang dặn mình là sướng tê người, cũng phải giật mình tỉnh dậy là ông đang hỏi mình tiền, là ông đang lừa mình cô ạ. Nhưng mà nếu cô biết sớm mà cô báo sớm thì anh em này thì cô đâu mất tiền đâu, đúng không? Bây giờ cô nói chuyện lớn đấy, ông Hậu ơi,
ông đang ở đâu, hôm nay là ngày cúng cô hồn. Ông đang ở đâu, ông quay trở về nói chuyện trả lại tiền cho tôi. Hiện nay tôi mất nhà, mất cửa vì ông, con cái thì ruồng bỏ, bà con, dòng họ thì xa lánh. Vì tôi quá yêu ông, đến giờ phút này, cô nói chuyện lớn tiếng lên cho ông ta nghe được. Hậu ơi là Hậu, hôm nay là mùng 2 tháng 7, là ngày thắp cúng cô hồn, ngày cúng cô hồn đấy. Mày khôn hồn ở đâu mày về đây, mày mang tiền vào đây mày trả cho tao. Bây giờ vì mày, vì tao tin tưởng mày, bây giờ tao đưa cho mày 1,5 tỷ như vậy, thì mày phải về đây, mày trả cho tao. Bây giờ con cái tao cũng không nhận nữa rồi, anh em cũng xa lánh rồi, bạn bè xa lánh hết tôi rồi, giờ tôi cô đơn rồi, nhà cửa không có. Thì mày khôn hồn mày về đây, mày trả tiền cho tao để tao lấy lại những gì đã mất. Mày không trả thì mày không ngẩng mặt được lên đâu Hậu à. Mày cái khuôn mặt của mày từ hôm nọ lộ diện lên trên mạng xã hội, rất nhiều người, rất nhiều người biết mày. Mày không tránh né được đâu, nghe chưa? Mày phải về đây, ngoan ngoãn về đây để gặp anh em đội hiệp sĩ Bình Dương, anh Nguyễn Thanh Hải và trong anh em trong đội sẽ thương lượng và cho mày một cơ hội. Còn nếu mày cứ tránh né thì rồi mày sẽ biết. Nhưng mà hôm nay mày, tao lên đây rồi, tao đã cố gắng tao để lấy lại tinh thần để tao lên đây, tao kêu gọi mày về, nhờ cộng đồng mạng, mà nhờ mọi người sẽ nhắc nhở và sẽ đưa mày về đến đây. Mày tự nguyện mày về đến đây gặp anh em, để anh em trong đội sẽ làm chứng cho mày, nghe chưa? Cô thấy yêu một người sai lầm, gọi là một phút bốc đồng là cuộc được cả cuộc đời bốc, chắc cô biết hả? Thế cho nên là mình làm gì mình sai, mình quyết định mình không có sự thấu đáo, đi một sai một ly thôi là đi cả một quãng đường, mà thậm chí đi cả cuộc đời. Nhưng đến giờ phút để lấy lại số tiền 1,5 tỷ đâu có dễ đâu, cô thấy không? Đó, giờ đâu có dễ dàng thế nào đâu. Nếu mà ông Hậu này mà bây giờ anh em gặp được thì sẽ có phương án để làm việc giúp cô. Một là trả lại tiền, hai là cho ông đi bóc lịch. Thì cô muốn là ông trả tiền cô bằng 2 hoặc 3 lần, hay là muốn cho ông đi bóc lịch? Nói chung là mình cũng cho ông ta một cơ hội. Con người với con người mà, tuy rằng nó hại tôi, nhưng mà tôi không hại ai hết. Nhưng mà với điều kiện nó phải ngoan ngoãn nó về đây. Thì bây giờ với cái số tiền 1,5 tỷ đó thì cho nó trả khoảng độ 3-4 lần gì đó, cho nó cơ hội nó làm ăn, chứ cũng không dồn nó vào con đường cùng nhá. Hậu nghe chưa? Tôi sẽ cho Hậu một cơ hội làm ăn ở bên ngoài cho thoải mái, nhưng với điều kiện để về đây để gặp anh em thương lượng, gặp trực tiếp, đối chứng, gặp trực tiếp để anh em thương lượng cho. Một, trả như thế nào để anh em làm chứng, thì cho mày cơ hội bên ngoài mày làm ăn bình thường. Còn nếu mày không ngoan ngoãn thì cho nó bọc lịch qua, sẽ đem cơm gạo nhà nước. Đúng. Khỏi lại. Bây giờ này, thực sự câu chuyện của cô là mày sẽ chọn này, trong hai mày chọn một đi. Câu chuyện của cô là một câu chuyện rất buồn, đúng không ạ? Một cuộc đời đến giờ phút này gọi là tóc thì bạc màu, đúng không ạ? Sức khỏe thì không còn, tiền bạc thì mất, mất nhà, mất cửa, mất các con, mất tất cả người thân, vì lý do là tin tưởng một ông tướng này. Cô có điều là cô muốn cảnh báo trên video này, hy vọng các chị em phụ nữ tỉnh táo, tránh tình trạng vấp phải lưới tình giống như cô. Cô nói chuyện lớn tiếng. Thì nói chung là trong cái clip này hôm nay tôi cũng về đây, thì tôi cũng nhờ cộng đồng mạng và mọi người đấy, thì cũng muốn có một lời nhắn nhủ với chị em phụ nữ. Thôi ta cũng nên cảnh giác, cũng không nên là nghe ngon ngọt của những chàng trai chăm hoa để dụ dỗ mình về tình về tiền. Thì tôi là chị em chúng ta cũng là qua cái bài học này, thì chị em chúng ta cũng cảnh giác, đừng vấp phải những trường hợp như tôi, thì là khổ cho bản thân và khổ cho gia đình. Thì mong mọi người cũng thông cảm cho tôi về cái câu chuyện này, vì giờ tôi không còn gì nữa, tôi phải chấp nhận, tôi đối diện với sự thật ấy. Thì tôi mong mọi người thông cảm. Đến như cô hiện nay, cô đã rút được ra kinh nghiệm gì cho cuộc đời?
Thì chắc chắn là tôi đã rút kinh nghiệm rồi, nhưng mà nó cũng còn muộn rồi. Muộn đúng không? Quá muộn rồi. Nếu mà rút sớm thì nữa. Cuộc đời quá muộn. Rút sớm lần nữa thì ngon. Đúng, quá muộn. Trước đây anh em đã từng chia sẻ một người phụ nữ nhìn rất kham khổ, quê gốc của Tây Linh. Chị ta ít tuổi nhưng mà có thể là già thức tuổi rất nhiều vì cuộc sống mưu sinh lấy tiền nuôi con. Và chị ta chia sẻ là chị ta chỉ ôm anh ta có một lần và nắm tay có ba lần, mất đúng 1 tỷ bạc. Mỗi một lần anh ta gọi là dụ tiền, chị gái là đi mượn nóng luôn. Đó. Thế là mỗi một lần dụ như vậy là anh ta ôm và anh ta làm những cái gì đó ngọt ngào. Và sau đó chị ta tưởng anh yêu thật, chỉ có ôm và nắm tay hôn hít có vài lần thôi. Mất trắng một căn nhà, đứa con 12 tuổi ra đường rồi. Đó, tội nghiệp vô cùng luôn. Còn nhiều nhiều vân vân. Như cô ở trường hợp đặc biệt, cô đặc biệt là cô lớn tuổi hơn, mà cô nói chuyện thì cũng thấy cũng là một người phụ nữ rất tỉnh táo. Nhưng mà không biết tại sao mà mình lại cắn quả sâu vậy. Đấy. Rồi hôm nay anh em vệ sĩ Bình Dương tiếp tục ghi hình và chia sẻ cái ông Võ Minh Hậu là gạt cô, đúng không? Cô khẳng định là gạt cô đúng không? Nó là chủ mưu, là lừa. Ừ, lừa là gạt đó. Chủ luôn đó, chứ không phải là lỡ gì cả mà chủ trương. Dạ. Rồi theo những thông tin cô, những gì cô chia sẻ như vậy là theo cô, cô khẳng định lại cho anh em vệ sĩ Bình Dương tất cả những điều cô chia sẻ như vậy là hoàn toàn đúng hay không đúng. Nói chung là hôm nay tôi đã lên đây rồi á, thì mọi việc xảy ra là tôi đã chia sẻ trên mạng rồi, hoàn toàn là sự thật. Tôi có bằng chứng từ những nợ ngày bao nhiêu tôi có ghi đầy đủ, và anh ta đã ký vào trong cái tờ giấy có nợ. Ký đúng không? Có ký kết rồi. Vào trong cái tờ giấy rồi, là mượn ông AB bao nhiêu tiền ký hết. Và cái ngày mà tôi đưa ra công an phường nó cũng nhận là nó có thiếu bao nhiêu tiền và nó có hứa như vậy. Ừ. Công an cũng xác nhận rồi. Nào, nếu như vậy cô, theo thông tin cô chia sẻ này là ông ta hoàn toàn là lạm dụng để chiếm đoạt tài sản của cô. Đúng rồi. Ừ. Nha. Đây là đúng tội, đúng là rồi. Tội nó như thế. Nha. Thì tội này cũng đi xa. Chiếm đoạt tài sản. Là hồ sơ là tôi đã làm hết lên cái tòa án rồi đấy. Rồi. Hôm nay cô về đây cô nhờ anh em mình sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ông Võ Minh Hậu. Đúng rồi. Tập tiếp theo. Cô có đồng ý cho các anh em mình sĩ Bình Dương ghi hình chia sẻ tất cả những thông tin của cô lên tất cả trang mạng xã hội không? Tôi chấp nhận. Rồi, cảm ơn cô, chúc cô mạnh khỏe và hy vọng trong thời gian tới các con cô hãy suy nghĩ lại để nhìn lại mẹ mình, dù sao cũng là mẹ mình, đúng không ạ? Ai cũng có mắc sai lầm trong cuộc sống, trong cuộc đời con người ta không có thể ai là hoàn toàn đúng sự hết được. Nhưng có cái điều có người vấp nhẹ, có người vấp không dạy được, nhưng con hy vọng là cô sẽ dạy được và các con cô sẽ suy nghĩ lại, thương mẹ mình nhiều hơn, đồng cảm chia sẻ cô nhé. Rồi, chúc cô mạnh khỏe nha. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây là cái câu chuyện tiếp theo. Một cô năm nay là cũng 66 tuổi các bạn, nhưng đến giờ phút này phải đang mắc một cuộc lưới tình dính với một chàng trai, phải nói là nhìn nào, tướng mạo thì dung nhan rất ngon lành cành đào, tướng thì trẻ, dụ cô nói chuyện ngon ngọt hot rót mật vào tai. Đến giờ phút này con kiến trong lỗ cũng đã chui ra, và chui ra đến giờ phút là mất nhà. Hy vọng là các cô chú anh chị xem hết video này, chia sẻ nhiều hơn nữa. Đây là những video đồ, những bằng chứng phần vô cùng rất thiết thực, hy vọng sẽ giúp cho nhiều người tỉnh ngộ cảnh giác. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.